hôm nay là ngày mùng 6 Tết, là ngày khai hội của chùa Hương Tích. Mời cả nhà xem hội nha. Tuy trời mưa nhưng mà tất cả mọi người đều đồng lòng hướng về lễ Phật và chảy hội du xuân. Tất cả dòng Lân Phượng Hoàng rồi gà trống đều đến vái Ban Tam Bảo chùa Hương, tất cả đã tập trung đầy đủ ở đây để vái Phật ở Ban Tam Bảo. Hết rồi đi đi, đi. Qua để đâu có đâu.
nay là khai hội chùa Hương Tích nha. Cả nhà dù trời mưa gió nhưng mà tất cả mọi người xin chào em kế nha. Này, khai hội chùa Hương Tích. Phần vị trứng.